một đứa 21 tuổi mà có thể bỏ ra được nhiêu số tiền nhiêu đó để mua được ta? Mình không có quyền được lựa chọn một cái khác để mình làm. Dù em muốn thì chắc cũng sẽ không được. Tại vì người ta sẽ ấn tượng hơn về cái tên của ba em. Thì khi mà nói là ừ, này là con gái Minh Nhượng, thì người ta sẽ biết hơn là khi mà nói là Cho Phạm. Đó, thì nếu mà muốn thì chắc là sẽ muốn á, mà hơi khó. Đặt trường hợp anh vô em thì anh cũng sẽ như vậy đúng không? Nó cũng một phần nó cũng phát triển cho công việc của em hơn. Là tại vì bình thường em chỉ làm những công việc kiểu như em đi học nè, xong rồi về gia đình, phụ giúp gia đình này nọ thôi, chứ thực chất là cũng không có mở rộng gì nhiều. Còn khi mà ta đã biết tới á, thì công việc của em mà bán hàng á, thì được nhiều người biết hơn, dễ thuận lợi cho em bán hàng hơn. Cộng thêm việc là em làm kiểu mẫu ảnh nè, rồi làm những cái quảng cáo, nếu mà cái brand đó còn đó, thì nó hỗ trợ công việc của em lên rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà người ta không đặt vô trường hợp của mình, và nếu em cũng không chia sẻ lên, thì nhiều người người ta cũng sẽ không biết được. Đâu phải nói là sinh ra vạch đích như vậy là sẽ sống giống như vậy đâu. Đâu phải gia đình của em là giàu từ trước tới giờ đâu, mà là từ ông bà nội của em cố gắng làm xong rồi mới phát triển lên được công ty như thế này. Từ ông bà nội xong rồi qua ba, xong rồi bây giờ tới đời của em đó, thì mới giữ vững được công ty thì em mới có ngày hôm nay. Chứ nếu mà nói sanh ra vạch đích thì không phải. Tại vì hồi trước lúc mà em được sanh ra thì nhà rất là bình thường. Là ngay cả khi là bà nội em đi học vẫn bằng xe máy cơ mà. Thứ nhất, em thấy nó đẹp. Cái thứ hai là lúc mà em đi du học bên Mỹ á, là em thấy rất là nhiều người chạy rồi. Cho nên là lúc đó em thấy là em đã thích rồi, nhưng mà mình chưa sở hữu được thôi. Còn bây giờ khi mà về á, thì em đã suy nghĩ rất là nhiều chiếc khác. Em có suy nghĩ tới những chiếc gọi là chắc xe đua nhờ, chẳng hạn như Ferrari hoặc Lambo, nhưng mà em có suy nghĩ tới rồi. Nhưng em không lựa chọn là tại vì thứ nhất, đối với tuổi của em bây giờ mà những cái chiếc đó thì cái giá cả nó quá cao đi, nó không hợp lý với em. Còn chiếc này á, là cái giá cả thì em thấy là nó vừa sport và nó vừa sang nữa, chứ nó không nghiêng về sport cho lắm. Đó, thì nó vừa 50-50 mà. Em vừa thích xe sang, vừa thích xe sport, thì tại sao cái chiếc này là cả hai gộp lại rồi quá chuẩn rồi, em mua thôi. Dĩ nhiên là phải có. Em nói không là em sai á. Sao mà một đứa 21 tuổi mà có thể bỏ ra được nhiêu số tiền nhiêu đó để mua được ta? Cho nên là cái chuyện mà không có sự trợ giúp là sai hoàn toàn. Và em cũng sẽ không bao giờ giấu cái chuyện đó. Dĩ nhiên là phải có sự trợ giúp của gia đình. Nếu mà em mà tự mua được chiếc xe là em, trời ơi, đỉnh. Đỉnh của đỉnh. Em đi chiếc Range Rover của em nhiều hơn là chiếc Porsche. Vâng, hầu hết là em thấy nó để ở nhà. Tại vì trừ khi là buổi sáng em có công việc em mới đi thôi. Còn không thì là khuya mới đi ngoài đường. Mà khuya đi thì xe tải hơi nhiều quá anh. Đi kế mấy xe tải nó thấp quá, em sợ. Rồi xe gầm thấp quá, kiểu giống như có những cái đường nó quá xấu á, hơi khó đi. Cho nên là em lựa chọn đi chiếc Range Rover là nhiều hơn. Giúp cho hai vợ chồng em nhận diện được bản thân của hai đứa. Vì khi mà chạy chiếc xe này ra ngoài người ta nhìn một cái. Với lại nếu mà bạn nào để ý nha, ở bên hông chiếc xe có dán một cái chữ tâm và trôi. Khi mà chạy ra ngoài đường á, mọi người ngoài đường nhìn thôi là cũng biết được là xe của tụi em. Thì nó hỗ trợ công việc của em lên rất là nhiều. Đúng là marketing rất là tốt luôn á. Thì áp lực là kiểu mình đã có sẵn một cái gánh nặng ở trên vai rồi, thì mình không có quyền được lựa chọn một cái khác để mình làm. Kiểu nếu mà có lựa chọn á, thì cái đó chỉ là một cái công việc tay trái thôi, chứ không phải công việc chính của mình. Công việc chính thì hầu hết sẽ tập trung vào công ty là nhiều. Đó, thì em sẽ thay mặt ba của em, em làm. Mình là
Tâm. Mình là Joy. You know I gotta do the dash right. Told her how I'm living, welcome to the fast life. It's the life I chose.